Xin nhiệt liệt chào đón toàn thể quý vị đại biểu cùng toàn thể quý khán giả đang đến với chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc lần thứ 129. Chương trình do Ban Văn Nghệ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 từ trường Đại học Tôn Đức Thắng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Lời nói đầu tiên cho phép Như Quỳnh và Quế Trân xin được gửi tới toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Quý vị, nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, ngày 20 tháng 8 năm 2011 vừa qua, ngôi trường đại học mang tên Bác Tôn cũng vừa tổ chức khánh thành bức tượng chân dung của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Tượng được đúc bằng đồng, cao 1,5m, được đặt trên trụ đá hoa cương cao 2m tại tiền sảnh A, là vị trí trang trọng nhất của trường, như những hình ảnh mà quý vị đang xem qua màn ảnh nhỏ. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, có mặt trong chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc lần thứ 129, cho phép chúng tôi được hân hạnh đón tiếp và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của những vị khách quý. Về phía Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Quý Hòa, Thành ủy viên, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Trường Đại học Tôn Đức Thắng, xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Trịnh Minh Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Tiến sĩ Thái Hữu Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Và đến dự cũng như chúc mừng cho chương trình cũng như sự kiện ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lee Chu Cap, Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục Truyền thông MBC Hàn Quốc. Cùng đông đảo quý vị khán giả, đặc biệt là các bạn sinh viên của Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng đang có mặt ở đây tham dự chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, cuộc đời của Bác Tôn là một tấm gương trong sáng, phấn đấu không mệt mỏi cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thế hệ trẻ ngày hôm nay còn phải học tập tấm gương đạo đức mẫu mực suốt cuộc đời, cần kiệm, liêm chính, hết lòng phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Và chúng tôi xin được dành trọn phần đầu của chương trình hôm nay để trân trọng chào mừng kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 20 tháng 8 năm 1888, 20 tháng 8 năm 2011. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân tại Cù Lao Ông Hổ, Tổng Bình Thành, tỉnh Long Xuyên, nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang. Là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực, cống hiến trọn đời cho cách mạng, cho dân tộc và là người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Ra khơi
giữa biển trời hát hải cho sự sách lưu danh sáng mai tên vàng. Lá cờ tự do cho ngày mai tươi sáng huy hoàng. Anh kéo cầu gửi bạn Nga Xô Viết hay gửi cho quê nhà đang chịu cảnh đau thương. Ở nơi đây trên sóng gió đại dương và dịp nhớ ngọn sóng cồn sông phút
thiêng liêng, nghe tim mình dị màu, nhìn trời Nga thêm xót nước non. Biển Côn Đôn căm hờn sóng dậy, đường Hoàng Dương in bóng người thương. Trong ngục tù nghe tâm hồn bay bổng, làm trai nào sợ đến Côn Đôn. Đời đứng thẳng